Một người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, ngày 6 tháng 10 năm 2017, tại công trình xây dựng nhà trên đường An Bình, thuộc phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phát, 39 tuổi, ở đường Cao Bá Quát, phường 7, thành phố Đà Lạt. Theo thông tin ban đầu, khi đó ông Phát cùng một nhóm công nhân khác đang thi công móng của căn nhà do ông Lê Tấn Hùng làm chủ. Trong quá trình đào móng sát vách, căn nhà số 20 đường An Bình, bất ngờ bờ ta luy đổ sụp, ông Phát bị vùi lấp trong đất đá. Hai người khác may mắn thoát nạn. Các công nhân và người dân đã dùng máy xúc bới đất đá để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Phát đã chết trên đường đến bệnh viện. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, bờ ta luy bị sụp dạng hàm ếch có chiều dài khoảng 15 mét, ăn sâu vào móng của căn nhà số 20 gần 2 mét. Một khối lượng lớn đất đá bị sạt lở sang phía bên công trình đang xây dựng. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền thành phố Đà Lạt cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã đến phong tỏa hiện trường khắc phục sự cố. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.